Rồi. Hai dòng đi dạo chưa 30 Tết không, cái nhà đẹp quá. Phố phường bắt đầu là cũng vắng bớt. Cờ đã được treo. Đầu Tết hai bên hông là bắt đầu bán rồi. À, hoa bây giờ mọi người cũng đã dẹp bớt hết. Bình Thạnh chưa 30 Tết. Chưa 30 Tết là đi thuộc từ Sài Gòn đi qua Bình Thạnh, quận 12, Bình Dương để coi tình hình mọi người ăn Tết nè, dịch ở đây nó ổn không? Thank you.
cái vườn ra cái diện tích. Ngày chưa bao nhiêu đó thì rất là yên lắng luôn. Tới vô chuồng này đi tất niên thăm hộ chung cư thăm thăm thành phố mọi người đứng xe bóng đá đi cũng đầy đủ đông á, cũng nhiều người lên quay rớt quay rớt. Nha. Nó xuống đặt đề bàn này lọc phú quý động lọc đồ năm nhìn ha về tới trong số người ta cũng như quê họ đã cứ có gõ cửa nè. Có ai hôm nay không?
Đón lên. Đón gió xuân. Đón gió xuân. Có xe nào của mình không? Không có chiếc nào. Thôi. Đây là một dọc. À đó hai. À, quang cảnh chưa 30 Tết tại khu công viên. Ôi, có một mình người mẫu này đi baby kêu. Thôi, hồi bơi Tết ngưng hoạt động. Cái hàng tóc, cái hàng bán đồ chơi trẻ em đồ này kia, nói chung là hình như họ nghỉ Tết hết rồi. Nghỉ Tết hết. Rồi đi ra hướng này. Ra hướng này. Rồi ra khu ra cổng trước rồi nữa còn ai bán cái gì không? Có spa luôn nè. Chỗ làm đẹp spa đóng cửa. Wow, đây còn cái gì hết 55. Ở đây dưới này bán trà sữa. Được á. Ồ, khu B bữa giờ đâu có đi vô khu B đâu hả? Khu B nè, đi ra cái góc khu quản lý đúng không? Giờ này còn cái mua gì được cho anh ăn không? Hả? Có ăn gì vô đây? Ai biết? Cái gì ngon? Chuẩn bị ăn thêm cái buổi chiều rồi. Đâu còn hàng hóa gì đâu. Kết quả là không có gì để ăn hết á. Siêu thị đóng cửa rồi. Đúng 12 giờ siêu thị sẽ đóng cửa. Phục vụ quán ăn là bánh canh chả cá ngon lắm. Mà chưa ăn. Rồi. Một vòng. Mở tủ lạnh xem có cái gì nấu ăn đi. Wow, còn thịt bò với lại kim chi. À, thịt bò chỉ xong rồi nấm kim chanh. Xào ăn hả? Có xào mì không hay là xào không? Đây là hết. Ok, nấu thôi. Ok, lấy đôi đũa. Này, có những nguyên vật liệu cơ bản. Dầu ăn. À, lấy xị dầu. Tiêu. Muối. Đường. Có một ớt xanh nữa, dành cho trái cây. Mình lấy thịt bò ba chỉ ra tô nha. Cho lát rồi. Ê, nó có cắt miếng này có cần phải cắt không ta? Chắc không cần cắt rồi. Mình sẽ ướp sơ một tí nha. Tiêu.
đường tí xíu muối, trộn lên xong rồi bỏ dinh trong vô xào món yêu thích của sô cô la. Tạo này uống đi cũng được này. Rồi, ăn đi. Ăn cơm. Cơm 30 Tết. Không món một bà. Món gì vậy? Bò, ba chị bò xào nấm với kim chi. Ngon, ngon nghe nè. Làm sống luôn, chạy xe về. Muốn đỡ cái ly này đi. Bò rồi, tất niên chung cư là như thế này thôi. Vô. Rồi, tất niên. Đúng, hai đứa con đi tất niên chung cư. Rồi, vô. Chuẩn bị đón giao thừa. Tối à, tối đón giao thừa. Đơn giản à, 30 Tết à, nước tương wasabi cay với có mỡ hả? Tí mỡ mà nội không tí mỡ. Hôm nay lên làm giải phóng tồn kho bò mua nửa tháng cỡ mình nấu cũng được tồn. Điện dòng đói quá. Hấp lại. Rửa hai trứng cơm. Xào một miếng thịt bò với nấm kim chi. Này mua cả tháng chưa? Đó. Bữa cậu lên đây nè, bà ngoại lên. Sau video này sẽ làm thêm một cái video là lì xì đầu năm. Giống như à, mấy cái shop mà bán hàng á giờ toàn là quay clip lì xì, không phải clip thưởng với nhân viên, nó quá trời luôn. Nó hết rồi bốn. Dễ quá kìa. Nội dung trà nè, mời bố uống trà. Mấy bao lì xì để đây, hai cô nhà mình thì sẽ lì xì. Chắc qua qua mùng 4, mùng 5, mùng 6 gì đó. Vô bố. Chuẩn bị 5 phong bì đặc biệt để đây. Ai mà đến nhà mình, 5 người đầu tiên sẽ được nhận mỗi người một lì xì. Con trâu. You make me feel like